Thì cái con xe này là bản thường đã được độ lên là cái dàn áo nè, và Duy lên cho cái phục ô lình nè, và cái trợ lực ô lình, ốp carbon và bình xăng bạc thì Duy đã đánh lại. Đây là cái này là gì ta, quên mất tiêu rồi, bể cá đó. Và đây ốp carbon. Thì con xe này hiện tại nha, mình hôm nay mình không phải là mình bán xe, nhưng mà mình thì Duy thì Duy cảm thấy là mình chơi mua cái bản thường rồi, mình tự về mình dư ra cái số tiền đó mình lên cái option cho nó thì nó ok hơn, Duy thích hơn đó. Thì đó là cái quan điểm của Duy. Hello mọi người, mình là Duy Nino, chuyên bán mô tô nha mọi người. Thì hôm nay bên tiệm Duy vừa về hai con siêu phẩm V4 và V4S. Thì sẵn có hai con xe ở tiệm này, Duy sẽ review và so sánh hai con xe này cho mọi người luôn ha. Ok, thì bây giờ trước mắt là mình vô coi con màu này trước đi, con này nó đặc biệt hơn. Đây là cái con V4 thường đời 2019 nha mọi người. À, nhưng mà đã được độ lên là cái dàn áo của V4G. Và hôm nay thì cái đời 2021 thì nó đã có thêm bộ cánh này, thì mình tạm gọi nó là V4 2021 đi. Rồi, thì cái con xe này là bản thường đã được độ lên là cái dàn áo nè, và Duy lên cho cái phục ô lình nè, và cái trợ lực ô lình, ốp carbon và bình xăng bạc thì Duy đã đánh lại. Đây là cái này là gì ta, quên mất tiêu rồi, bể cá đó. Và đây ốp carbon. Thì con xe này hiện tại nha, mình hôm nay mình không phải là mình bán xe, nhưng mà mình so sánh, nhưng mà nói về giá cho mọi người luôn. Con xe này Duy đang bán là với giá là 639 triệu, chưa kèm cây phục ô lình đó, mà những cái đồ chơi trên xe. Thì để chi, để Duy so sánh là cái con V4 thường và V4S thì nó sẽ trên giá bao nhiêu, và lựa chọn mình nên lựa chọn mua con xe nào để cho nó hợp lý nhất. Rồi ok, thì cái bên đây là cái con V4S mọi người, cũng đời 2019-2020, là cái form, là form vẫn còn là cái form đầu đời của V4 nha. Đó, V4S thì có được cái cặp phục ô lình. Thì con xe này thì anh chủ ảnh đã lên được cái cặp mâm OZ Racing và Cabo SCRZ đó, S1, và luôn bộ cái này là cổ chắc ở Việt Nam làm đó. Thì đâu đó thì đồ chơi khoảng đâu đó khoảng gần cái 100 triệu, còn bên kia đồ chơi cũng gần cái 100 triệu mọi người. Nói chung là cái đồ chơi hiện tại là hai con xe gần xem với nhau. Thì con xe này Duy đang bán với giá là 795 triệu, thì sẽ mắc hơn cái con xe V4 bên kia. Con kia 740 đi, là coi như là mất hơn nhau là khoảng 150 triệu nha mọi người. Thì hôm nay Duy sẽ so sánh về V4 thường và V4S cho mọi người ha. Thì V4S thì thật sự là cái option của con xe này thì nó đã full option này, phục điện ô lình, trợ lực điện ô lình và mâm Chesney xương cá của chính hãng cũng rất là đẹp luôn đó. Mà thì V4S thì nó coi như là nó đã đủ option rồi, mình về mình chỉ chạy thôi, không cần lên nữa đó. Còn nếu mà anh em thích thì lên tay thắng, tay con, heo cho đẹp, rồi vài món carbon đinh tinh là ok rồi, không cần, thật sự là cũng không cần thay gì cả vì nó đã đủ rồi. Tại vì cái tay con, tay thắng nó cũng đã là Rambo rồi, và heo cũng đã Rambo rồi, thật sự là nó rất là ngon, mình cũng không cần thay. Đó, một góc rất là mới luôn. Xe này mới 2.000 cây nha mọi người, còn xe kia thì 9.000 mấy cây rồi. Đó, thì nó cũng cái ơ đô nó chênh lệch nhau thì giá nó cũng sẽ chênh lệch chút xíu đó. Rồi thì con xe này sẽ cao hơn con xe đó 150 triệu. Bây giờ mình sẽ qua đây mình xem mình nên mua con xe nào cho nó ok hơn. Thì nếu mà cái
Theo cá nhân của Duy á, thì Duy thích mua cái con xe bản thường hơn là so với mua cái con xe bản S. Vì á, cái động cơ của bản thường và bản S thì nó gần như là thật sự là giống nhau hết mọi người, không khác gì hết. Nó chỉ khác nhau cái option thôi, khác nhau cặp mâm nè. À, mâm này là mâm của bản thường nha. Đó, bản thường. Và bản thường thì đi phuộc là phuộc không có ô lần, phuộc Sova thì phải. Đó, thật sự là phuộc Sova. Mà nếu mà để cho anh em đi phuộc, đi chạy các kiểu, nó cũng đáp ứng đủ cho anh em mình. Đó, nhưng mà muốn về đẹp hơn, cho nó hiệu năng tốt hơn thì Duy đã thay luôn cái phuộc ô lần trước. Và ô lần sau thì cố gắng rồi, nhưng mà tháo ra. Thì hai món đó khi mà mua lại mà xe hàng xe lướt thì đâu đó tầm khoảng cỡ 70 triệu mọi người, 70-80 triệu. Rồi con xe bản thường và bản S thì trên nhau khoảng hơn 100 triệu. Đó. Thì Duy vào cái phuộc trước phuộc sau, nhưng mà được cái là cái phuộc trước là phuộc cơ, phuộc sau cũng phuộc cơ luôn. Thì nó sẽ có điểm lợi và điểm bất lợi. Điểm lợi là phuộc cơ thì tinh chỉnh theo mình. Còn cái phuộc điện thì nó lại là tinh chỉnh tùy theo người chạy. Đó, có thể là mình chạy được và bạn mình khi mà người ta lên chạy thì số cân nặng của người ta nó khác thì nó tự nó tinh chỉnh trên đó luôn, không sao hết. Đó. Thì Duy thì Duy cảm thấy là mình chơi mua cái bản thường rồi mình tự về mình dư ra cái số tiền đó mình lên cái option cho nó thì nó ok hơn, Duy thích hơn. Đó. Thì đó là cái quan điểm của Duy. Còn mọi người thích cái bản S thì nó cũng không vấn đề gì cả. Mỗi người mỗi quan điểm mà. Đó. Thì hai con xe này thật sự là Duy đã chạy luôn cái con bản thường và bản S. Thì thật sự là hiệu năng và tính năng của hai con xe gần như là giống nhau. Đó. Nó thật sự nó chỉ khác là cái phuộc ô lình trước sau. Thì nếu mà anh em chạy căng và ở tốc độ cao và những cái góc cua chuyên chạy chuyên nghiệp trong trường thì mới cảm nhận được cái phuộc ô lình và cái phuộc Sowa nó như thế nào thôi. Còn riêng mà anh em chạy cà phê, chạy đi phuộc thì nó cũng chả cái vấn đề gì cả, nó rất là ok nha. Thì bây giờ nếu mà anh em mà chuyên nghiệp thì muốn ấy thì mình lên phuộc trước phuộc sau là vẫn chạy rất là ok. À quên nữa, cái ông Dương, cái bản thường á thì đó là trợ lực cơ mà không có nấc chỉnh, nên là anh em mua một cái ô lình cơ và nấc chỉnh cho nó ok hơn ha. Đó rồi, thì cái bản thường và bản S thì Duy cảm thấy nó khác biệt chỉ cái option thôi, nó cũng không vấn đề gì cả. cá nhân Duy thì Duy sẽ chọn bản thường nha mọi người. Vì bản thường thì Duy sẽ dư được một số tiền đó, Duy mua phuộc trước phuộc sau, lên trợ lực, có thể là lên vài món carbon thì nó sẽ ok đối với mình. Mình cảm thấy nó vậy vì là cái mã lực nó không thay đổi. Thì mình thì mình chạy ở tốc độ cao thì mình ok, mã lực nó không giống nhau cả, máy móc giống nhau cả, thì Duy chọn bản thường thôi để mình lấy cái tiền đó mình đắp mình mua đồ chơi thì nó sướng hơn, nó theo cái ý thích của mình hơn. À, rồi chỉ vậy thôi. Thì hai bản này thì thật sự con nào cũng đẹp mọi người. Bản thường với bản S thì khác nhau những cái option thôi. Còn bản S thì nhìn nó sẽ bắt mắt hơn rất là nhiều vì nó là đã có phuộc ô lình trước sau, mâm Marchesini các kiểu đầy đủ hết thì nhìn nó sẽ đắt hơn nhưng mà sẽ mắc hơn. Nhìn nó đẹp hơn mà nó giá nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Hơn trăm mấy triệu, nó cũng hơn 100 triệu. Duy không nhớ chính xác là bao nhiêu. Thì Duy thì đi chọn cái bản thường, còn anh em chọn bản nào thì comment bên dưới cho Duy ha, để coi cái anh em xu hướng cái bản nào hơn. Đó, để mình thảo luận cho nó sôi nổi, cho nó vui vẻ, nó có gọi là cái cùng nhau đóng góp cái tinh thần cho nó vui mọi người. Đó, thì anh em cứ bình luận bên dưới và xem những cái ý kiến như thế nào á, có thể là những cái ý kiến mà anh em cảm thấy nó chưa, hoặc là nó nhiều ý kiến mà nó giống nhau á và muốn làm thêm một cái clip nào đó thì Duy sẽ làm cho mọi người xem ha. Rồi ok mọi người. Rồi bây giờ Duy sẽ quay chi tiết hàng xe cho mọi người xem. Here we go. At the top of the class on a roll. And it's time to run it up, yeah you know. Maxed out, put the pedal to the flow. On a roll, here we go, here we go. Yeah we winning by a landslide.
never see me coming, I'ma land mine. Yeah, I ain't taking orders in command line. Yeah, you about to see me on demand like, you know I'm the man. If you ain't know, you about to understand. Yeah, I got the team by my side, right hand. Yeah, take it to a string, you ain't seen it like that. Yeah, and it's the dream, and we coming for the bag. Yeah, and we ain't never going back now. Future expedited, now we on the fast track now. They won't lend a hand, now they see us on the map now. It's time to act out. Here we go, at the top of the class on a roll. And it's time to run it up, yeah, you know. Maxed out, put the pedal to the flow. Ayy, on the roll, here we go, here we go. Yeah, at the top of the class on a roll. Ayy, and it's time to run it up, yeah, you know. Yeah, maxed out, put the pedal to the flow. Yeah, on the roll, here we go, here we go. Ok mọi người, thì Duy đã làm xong cái clip là so sánh hai con xe. Thật sự so sánh thì chỉ là những cái option của nó thôi. Thì nếu mà anh em có thích thì nhớ like cho Duy một like, mà share thì càng tốt nha. Ok, bye bye mọi người.